Chào mừng các bạn đến với kênh Điện Nước 824. Thưa các bạn, có rất là nhiều các bạn gọi điện thoại hoặc là gửi email đến hỏi bên kênh Điện Nước của mình có nhận đệ tử hay không, có nhận dạy nghề hay không. Thì mình rất là do cái công việc nó rất là bận rộn, thì cũng không có cái dịp để mà trả lời được cho các bạn được. Thì hôm nay trong cái video này mình xin chia sẻ với các bạn cái cách thức mà để làm một cái thợ nước hạn ở xa. Ở đó thì mình sẽ chia sẻ với các bạn nào mà có ý thích mà muốn làm thợ nước đó, thì mình sẽ hướng dẫn làm. Nó cũng rất là đơn giản thôi các bạn. Thì chỉ cần là mình yêu thích cái nghề, sửa nước ha. Thì mình cần thêm ba cái điều kiện nữa. Thứ nhất đó là phải có dụng cụ ha. Thứ hai thì mình phải biết cái cách làm. Và thứ ba là mình phải có cái khách hàng để cho mình làm được, mình có thu nhập. Thì mình sẽ lần lượt giới thiệu với các bạn ba cái điều kiện đó ha. Nó rất là dễ thôi nha các bạn. Đó là dụng cụ thì mình chỉ cần là ba thứ này. Thứ nhất là cái miếng lưỡi cưa sắt ha. Thứ hai là cái kèm mỏ quạ. Giờ nếu mà mình có thể mua được thêm cái cây kéo cắt ống nữa thì càng tốt ha. Này, nhưng mà trước mắt cơ bản là mình cần ba thứ này nữa. Thì ba thứ này thì chi phí mà để đầu tư nó khoảng 200.000, 200 đến 250.000, thì là mình có thể mua được ba cái thứ này mới, có thể là bắt đầu làm được rồi đó các bạn. Đó là cái điều kiện về dụng cụ ha, nó đơn giản vậy thôi. Còn về cách làm đó các bạn, cách sửa đó, thì các bạn có thể lên YouTube, cụ thể là lên cái kênh Điện Nước 824 của mình. Thì mình cũng chia sẻ là rất là nhiều cái trường hợp để mà sửa đường ống nước á các bạn. Và các bạn cũng có thể tham khảo thêm những cái kênh khác về cái cũng liên quan đến cái vấn đề sửa nước ha. Thì ngày nay thì trong cái thời đại YouTube thì mình học nghề nó rất là dễ dàng ha, người ta đều có chia sẻ về cái cách làm hết. Nếu mà quan trọng là bạn yêu thích nghề thì bạn có thể là tiếp thu cái nghề này một cách rất là nhanh chóng. Rồi còn đến là cái thứ ba, đó là khách hàng của bạn. Thì có rất là nhiều cách để mà mình sẽ tiếp cận được với là khách hàng của mình. Thì ở đây mình sẽ chia sẻ với các bạn một cái cách điển hình ha. Thì các bạn là vào trong cái comment bình luận của kênh Điện Nước 824 đó các bạn. Thì các bạn là để lại cái địa chỉ, số điện thoại của bạn, và trong cái tầm phạm vi phục vụ của mình lên trên cái comment của mình ha. Thì các bạn cố gắng là những cái video của mình mà đã post lên đó, thì các bạn cứ vào cái ghi thêm cái bình luận của mình đó,
Các bạn ghi cái làm một cái mẫu ghi địa chỉ, tên, tên số điện thoại ha. Và quan trọng nhất là trong cái phạm vi phục vụ của bạn. Ví dụ như bạn phục vụ ở trong cái quận Bình Thạnh hay là quận Gò Vấp, thì tất cả những cái khách hàng đó người ta có nhu cầu ta lên, tại vì cái kênh điện nước 824 của mình nó cũng rất là đông khách hàng ta hỏi là có thợ nước hay không, có thợ nước hay không, giới thiệu cho người ta để sửa, nhưng mà họ ở xa quá đó các bạn, khi ở Nhà Bè hay là quận 7 rồi Hóc Môn, Thủ Đức các nơi. Thì ví dụ nếu như các bạn và bạn ở Thủ Đức thì các bạn ghi là cái phạm vi phục vụ của mình ở Thủ Đức, thì khi mà khách hàng người ta cũng vào cái bình luận nó xem đó, thì người ta thấy số điện thoại của bạn thì người ta sẽ liên hệ ha. Tất nhiên là người ta sẽ liên hệ cái người mà ở trong cùng cái địa bàn của khách hàng đó, thì mình sẽ phục vụ nó kịp thời hơn. Cái nước này một khi mà nó hư đó, thì người ta cần sửa gấp. Còn nếu mà mình không có ghi cái phạm vi phục vụ á, mà người ta không biết là mình ở đâu á, thì người ta cũng rất là ngại, sợ mình ở xa quá thì cũng không có kịp thời được. Còn các bạn đừng có ngại là trong cái phạm vi phục vụ của mình thiếu khách hàng. Tại vì trong cái nhu cầu sửa nước của ngày hôm nay đó nó rất là lớn ha. Chỉ cần là bạn phục vụ trong một cái quận thôi, một cái quận hay là một cái khu vực nào đó, khách hàng mà người ta tin tưởng rồi đó, thì các bạn sẽ làm, nhiều khi là làm không kịp đó các bạn. Rồi trên đây là mình chia sẻ ba cái cách mà để các bạn có thể là tham gia vô làm cái nghề sửa nước ha. Rồi các bạn mà còn có những cái thắc mắc hoặc là ý kiến thì cần mình giải đáp đó, thì vui lòng để lại cái bình luận nha. Mình sẽ nghiên cứu và tìm cái cách nào đó để giải đáp với lại các bạn. Rồi, cảm ơn các bạn rất là nhiều đã quan tâm theo dõi cái video của mình. Rồi, chúc các bạn một ngày mới vui vẻ ha. Hẹn gặp lại các bạn ở cái video sau. Mến chào các bạn. Thưa các bạn, cái kênh Điện Nước 824 của mình luôn cố gắng mang đến cho các bạn những cái giá trị nho nhỏ mà cái kênh của mình có nha. Cảm ơn các bạn rất là nhiều.